Vì sao Phật giáo hiện nay đang bị tấn công? Sự thật khiến nhiều người phải tỉnh ngộ. Thời gian gần đây, dư luận cả nước đang bàn tán rất nhiều về những thông tin, hình ảnh trái chiều liên quan đến Phật giáo. Dù cho nếu như một người có là một Phật tử, dù là đức tin có vững vàng đến đâu, mà gặp phải những hình ảnh, những tin tức rất bức xúc về Phật giáo, hàng ngày cứ đập vào mắt mình như thế, ai cũng sẽ cảm thấy rất đau lòng. Một vài năm gần đây, những ai mà thường xuyên theo dõi hay là quan tâm tới những thông tin truyền thông ở trên mạng xã hội đều rất dễ nhận ra rằng những tin tức, hình ảnh nói đến những việc làm của một số chùa, những lời nói của một số tăng, ni có một vài lệch lạc đã bị đưa lên mạng để cho cộng đồng bêu dếu, xúc phạm. Thậm chí có người còn chửi rủa với những lời lẽ hết sức thô tháo, nặng nề. Có người thì bị bêu lên với những phát ngôn, bài giảng về nhân quả, nghe thì hết sức phi lý, như là nằm võng, bật điều hòa là đi trái chiều với thiên nhiên đất trời. Người có tâm đạo cúng luôn đất cho chùa để sau này con cháu được sầu sang. Đến những vụ tổ chức sự kiện chiêm bái xá lợi Phật, rồi cả những vụ liên quan đến cúng dường đã gây ra tranh cãi vô cùng gay gắt và phẫn nộ trong quần chúng. Nếu như ta để ý sẽ thấy, thường thì khi chiến dịch tập kích truyền thông này sẽ rộ lên vào những dịp lễ như là Vu Lan, làm chuyện phóng sinh, cầu siêu, đốt vàng mã, dịp Tết Nguyên Đán là sân sao giải hạn, xin xăm hay là bói toán. Cá biệt là có chùa còn tổ chức trục vong, giải trừ oan gia trái chủ. Nếu như không phải các dịp lễ Tết ngày thường thì nghe ngóng có cái chuyện một tăng ni nào đó có hành vi lệch lạc, hoặc là một vài sư hay là vụ nào đó có hình ảnh tin tức sẽ tràn ngập trên các trang mạng, hoặc là một số phát ngôn của tăng, của ni trong một bài giảng nào đó ở trong chùa chứ không phải nơi công cộng bị cắt cúp một đoạn, hay là thậm chí nhét vào miệng những người bị đấu tố những lời nói hoặc là một bạn văn mà chính họ không nói. Thế là rất nhiều người dù không biết thực hư thế nào cũng nhảy vào bình luận mà tháo họa, mà chửi rủa, và thứ ngôn ngữ được hạ đẳng nhất một cách không thường tiếc. Đỉnh điểm của chiến dịch tập kích truyền thông xúc phạm Phật giáo gần đây nhất được cho là một clip talk show do VTV Now thuộc đài truyền hình tần số VTC phỏng vấn bà tiến sĩ Đoàn Hương, mà nội dung công kích xúc phạm Phật giáo với những phát ngôn đầy hàm hồ ác ý được phát tán rộng rãi trên mạng xã hội, khiến cho dư luận cả nước dậy sóng. Tại sao Phật giáo, và dường như cũng chỉ Phật giáo thôi, bị truyền thông đang chăm sóc một cách ác liệt như vậy? Họ là ai mà chỉ cứ chăm chăm bám vào một vài điều lệch lạc của một số tăng sĩ mà thóa mạ mà chỉ trích? Thật ra không quá khó để mà biết đến những động cơ của những người này. Đối tượng của họ đánh phá là một số ít những ngôi chùa mà những vị trụ trì có những phát ngôn thiếu chuẩn mực, hoặc là những hình thức lễ lượt không đúng với chánh pháp. Họ lấy cái đó để công kích Phật giáo. Việc này là để tạo ra một cơ hội tốt cho những kẻ ác ý có chủ trương phá hoại, phát tán, lăng mạ Phật giáo. Trong những hình ảnh, bài viết có tính tiêu cực tràn ngập trên mạng xã hội sẽ khiến cho cộng đồng nghĩ rằng Phật giáo là thế đấy, là những làm việc làm lệch lạc, sai trái như thế. Phật giáo là một tôn giáo mang màu sắc mê tín, dị đoan như thế. Chúng ta phải hết sức tỉnh táo. Theo thống kê, năm 2020 thì Phật giáo hiện có ở Việt Nam có 18.491 ngôi chùa, có khoảng 54.773 tăng ni đang tu hành. Số tăng ni có một số hành vi liên lạc như đã nêu chiếm một tỷ lệ rất nhỏ, cho nên đó không phải là hình ảnh của Phật giáo Việt Nam. Phật giáo thì hiện đang đóng góp rất lớn cho Tổ quốc, xã hội trên cả tinh thần lẫn vật chất. Nhưng mà những sự đóng góp và những hình ảnh tích cực đó đã bị cố tình khuất lấp, mà cộng đồng xã hội chỉ thấy hình ảnh một Phật giáo Việt Nam đang tối tăm, méo mó,
như là một tôn giáo đầy rẫy những hình thức mê tín dị đoan, tham ô, trục lợi. Thậm chí có người còn cho rằng lừa đảo, tín đồ, nhẹ dạ cả tin, kiếm tiền hưởng thụ. Tăng ni coi cái việc đi tu là một nghề, hái ra bạc một cách dễ dàng. Là một Phật tử, dù có đức tin của người đó có vững tới đâu, mà suốt ngày những hình ảnh, tin tức xấu xí về Phật giáo hàng ngày cứ đập vào mắt như thế, nhiều người sẽ cảm thấy rất đau lòng. Tôn giáo nào, người ta cũng hướng con người đến những điều thiện. Phật giáo là một đạo từ bi, thì điều này càng rõ nét. Người ta vẫn còn nói, mía sâu thì có đốt, nhà dột thì có nơi. Không thể lấy một số tối thiểu ít ỏi như thế để mà khoác lên toàn bộ mặt của Phật giáo là điều chúng ta cần phải hiểu rõ. Phải làm gì đó có tính thuyết phục để bảo vệ Phật giáo. Trước những thông tin trái chiều của truyền thông đang nhắm vào Phật giáo, người Phật tử phải biết nghĩ và làm một việc gì đó có ích để bảo vệ chánh pháp. Câu hỏi này cần được giải đáp từ những vị tôn túc trong giáo hội Phật giáo Việt Nam. Có những người đã trích dẫn trong luận Bảo Vương Tam Muội rằng: oan ức thì không bày tỏ, bởi vì bày tỏ thì oán hận càng tăng. Để rồi im lặng như kẻ bàng quan, như người ngoài cục. Tha thứ cho kẻ đã xúc phạm mình là thể hiện tấm lòng bao dung nhất, quảng đại. Nhưng mà tinh thần của đạo Phật là bi, trí, dũng. Từ bi phải đi đôi với trí tuệ. Và để thực hành từ bi phải dùng trí tuệ soi xét và phải dùng dũng lực để thực hành. Ba yếu tố này được coi như là kiềng ba chân luôn đi với nhau. Nếu thiếu một trong ba yếu tố thì hành giả không thể nào thực hành được tâm nguyện của mình. Trên tất cả các trang mạng xã hội, chỉ có một tôn giáo bị truy kích nhiều nhất hiện nay chính là Phật giáo. Nhân vật mà bị đem ra bêu dếu nhiều nhất vẫn là các nhân vật của Phật giáo. Tôi tự hỏi là tại sao lại thế? Phải chăng Phật giáo, đạo Phật vốn từ bi, thường chỉ im lặng khi mà bị người khác công kích phê phán, và những Phật tử thì cũng chả bao giờ đề cập đến những hành vi sai trái của tôn giáo khác. Thế cho nên chính cái sự im lặng đấy đã khiến cho những người chủ trương đánh phá Phật giáo cứ giống như là múa gậy trong một vườn hoang, thu hút thêm nhiều người khác để hùa vào. Người xưa vẫn có câu: nhất khuyển phệ hình, bách khuyển phệ thanh. Dịch ra tạm hiểu là một con chó sủa hình, trăm con chó sủa tiếng. Ý nói, một con chó nếu sủa là do nó thấy rõ một cái gì đó cho nên nó mới sủa. Nhưng mà nhiều con chó sủa là do chúng nghe thấy tiếng sủa của nhau mà sủa theo, dù chẳng biết ất giáp nó là gì. Phải chăng ngạn ngữ này nó đang ám chỉ gần gần giống với những hoàn toàn trong những trường hợp kiểu như thế này? Khi mà nói chuyện về việc tập kích truyền thông trên mạng xã hội, có lần tôi đã thưa với một vị thượng tọa rằng để khỏi bị người ta công kích thì trước hết mình đừng có mà nói sai, làm sai trước đã. Đừng có tạo cơ hội cho những người khác dựa vào đây để khuếch toán, phóng đại những việc hành đạo sai chánh pháp. Điều này phải được khơi đầu từ các chư tăng ni, lan rộng ra hàng Phật tử tại gia. Không phải vì cái đức tính từ bi mà chúng ta để cho người khác thoải mái nhục mạ hay là xúc phạm đức tin của mình, mà tăng ni, Phật tử cần phải lên tiếng trong tinh thần bảo vệ chánh pháp, trên tinh thần nhu hòa, từ bi, trí tuệ một cách chuẩn mực. Không kích động, nhưng mà chính xác và thuyết phục.